Đồi tre này, đồi tre này gọi là Cameron Valley ở Malaysia. Mới biết là cây trà nó cũng có cái trái này đó nha. Có cái trái gì ngộ ngộ không nè, nhìn giống như là trái sung vậy đó. Đang ở rừng chè mà đi ngang qua rừng chè xong có thấy trái su su nè, dễ thương không, su su đó. Đây kia là rừng chè đó, đây một trái su su nữa nè, su su hai trái luôn.